365 ngày cùng với các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 297. Lời Chúa Giê-xu trong Tin mừng Luca chương 7 câu 13 đến câu 14. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-xu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Lời Thánh Gioan kim khẩu: "Không có dấu nào tốt chứng tỏ ta có lòng kính mến Chúa Giê-xu bằng nhiệt thành thương yêu anh em ta." Học với Chúa Giê-xu. Đám tang luôn mang nỗi u buồn lớn hơn khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sự buồn đau càng lớn hơn gấp bội. Khi đó là đám tang không chỉ của người trẻ mà còn là người con duy nhất của một bà quá do Thánh Luca diễn tả. Chúa Giê-xu có mặt trong đám tang. Trông thấy bà mẹ mất đứa con, Chúa chạy lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-xu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Những hành động và lời nói của Chúa diễn tả lòng thương xót vô bờ và đầy quyền năng. Chúa đã gọi người chết trở về cõi sống và trao anh ta cho bà mẹ. Lòng thương xót là động lực đằng sau công việc chữa lành của Chúa Giê-xu. Sự thương xót đã thúc giục Chúa chạm đến người cùi và chữa họ lành. Trong Marco chương 1 câu 15 đến câu 21, sự thương cảm với cái đói của đám đông đã khiến Chúa nuôi họ ăn. Trong Matthew chương 14 câu 14, sự thương cảm khiến người chiêu mộ các môn đệ để thi hành cùng một sứ vụ này. Matthew chương 9 câu 36. Và sự thương xót bà quá thành Đa-in đã đưa Đức Giê-xu đến việc phục hồi sự sống con trai của bà. Luca chương 7 câu 13. Trước hành động thương xót của Chúa Giê-xu, chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân và đời sống đức tin. Thánh Gioan kim khẩu nói: "Không có dấu nào tốt chứng tỏ ta có lòng kính mến Chúa Giê-xu bằng nhiệt thành thương yêu anh em ta." Tin vào Chúa, kính sợ Chúa và yêu mến Chúa đi đôi với tình yêu dành cho tha nhân, những người ta gặp trong cuộc sống, dù là người thân trong gia đình hay người ta bỗng chợt gặp trên đường. Nói khác đi, yêu tha nhân là biểu lộ rõ rệt của tình yêu đích thật chúng ta dành cho Chúa. Đức Thánh Cha Francisco có nói: "Hãy trở thành khí cụ của lòng thương xót, vì chính chúng ta là những người đầu tiên nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy rộng lượng với người khác với hiểu biết rằng Thiên Chúa tuôn đổ sự tốt lành của Ngài trên chúng ta với lòng quảng đại bao la." Vâng, con người không thể sống trơ trơ như đá. Con vật còn biết thương nhau, chia sẻ với nhau, huống chi là con người. Người Việt Nam chúng ta đã lưu truyền tinh thần cao quý ấy trong câu tục ngữ mà ai cũng biết: "Một con ngựa đau cả tàu chê cỏ." Ý nói loài vật có tình đồng loại, thấy một con ngựa đau thì cả đàn đều thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con biết tập ra khỏi mình, ra khỏi cái tôi của mình, cũng như không bao giờ co cụm lại, để chúng con biết đến với người khác, mang lấy cái tâm tình của người khác, nghĩa là học biết thông cảm và thương xót người khác như Chúa là mẫu gương tuyệt vời đã sống. Lạy Chúa Giê-xu là thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Gioan kim khẩu, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giê-xu. Ra khỏi mình và quan tâm đến người khác, đó là hồn sống hôm nay. Xin mời bạn sống tinh thần này trong suy nghĩ, lời nói
và hành động trong suốt ngày hôm nay. Yeah.